Lamborghini. Trời ơi, bò dí. Anh Hải biết sao bị bò dí? Trời ơi, tao đéo tao đi luôn, tao đứng một chỗ luôn, tao cứ đi, tao cứ nhấc lên cái là nó hút. Con bò đó, con bò đầu đàn đó nha, là nó nổi tiếng cây Việt Nam này. Ôi, nó thấy mô tô là nó dí. Kiếm quán cà phê giảm uống các bạn ơi, buồn ngủ quá rồi. Đi kiếm quán cà phê giỏng và không có vô Nha Trang mà đi thẳng lên Phú Yên luôn, mà trước mắt là phải kiếm một quán cà phê giỏng các bạn, tại vì mới ăn xong no á, no buồn ngủ lắm, không chợp mắt khoảng 15-20 phút á là một hồi chạy rất là đuối, nó vừa đuối mà nó vừa kiểu nguy hiểm nữa, cho nên là ăn xong là phải đi ngủ nha, ăn xong đừng có chạy, ăn xong đừng có bấm thổi, cứ đi ngủ đi. Ngủ sướng đi rồi dậy bấm thôi sao, bấm tiếng một hồi xong đi tiếp cũng được. Nhưng mà phải ngủ nha, ít nhất là 15 phút. Ô chu cha, bên này nó có cái đảo nè các bạn. Bên kia nó có cái đảo kìa. Cái đó gọi là cái hòn gì á. Hồi nãy có nghe mấy anh già nói là cái đó cái hòn gì á. Cũng có nói chút xíu về việc san hô sống á. Là mọi người, người dân họ đánh cá bằng bơm mìn á, dẫn đến việc là san hô bây giờ gần như chưa đến mức tuyệt chủng, nhưng mà gần như là không còn nhiều nữa các bạn, còn rất ít. Nhưng mà nếu mà cứ đà này phát triển là cứ lén đánh bắt cá bằng mìn á là san hô chết hết, là tới đời con tụi mình á là không biết san hô sống là cái gì, chỉ có đi ra nước ngoài ngắm thôi chứ còn ở Việt Nam mà thôi. Và mình được biết thêm một cái thông tin nữa về san hô, đó là cái nạn san hô á là nó là động vật. Ngày xưa, xin lỗi các bạn, ngày xưa học dốt lắm, mình không có học về vấn đề san hô, san hiếp. Mình không biết, mình tưởng nó là mấy cái cây không à. Ai dạy nó là động vật nha các bạn, nó là động vật á. Là nó ăn phù du, rồi mới ăn mấy cái con cá nhỏ. Và những cái chỗ mà có san hô sống là những cái chỗ mà rất là sạch thì nó sống. Nước rất sạch, rất trong thì nó mới sống. Và những cái bãi mà san hô sống á, thì nó được cá là ngoài việc mình ngắm san hô ra, mình còn ngắm cá nữa, rất là nhiều thể loại cá ở cái đàn san hô đó, nhưng phải sống nha. Còn bây giờ á, cái việc ngắm san hô á thì mình chỉ đi ngắm san hô chết thôi, chứ không có được ngắm san hô sống. Buồn quá các bạn. Để xong cái tour này về á, sẽ đi tìm hiểu chút xíu về cái đàn san hô sống ở Việt Nam mà nó còn, để làm một cái tour để mình đi, để ngắm san hô sống trước khi tụi nó chết hết các bạn. Đây, có giọng rồi nè. Ôi trời. Ok các bạn. Nằm được một giấc 30 phút. Trời ơi nó sướng. Bây giờ người mình nó tỉnh. Ôi hello anh. Hello anh. Xin chào anh. Được 30 phút giờ nó tỉnh rồi. Bây giờ chạy nó sướng nè. Bây giờ là mình chạy một phát một đi được thêm cả khoảng 500-600 km nữa. Từ cái giấc ngủ trưa nó cực kỳ quan trọng luôn. Không biết với anh em sao, nhưng mà với mình á là mình ngủ trưa dậy á, cái buổi trưa mà mình ngủ được khoảng 30 phút á, nghĩa ngủ thẳng giấc mà không bị giật mình, không bị làm phiền, không bị ai nhắn tin gọi điện hay là quấy rối á, mình ngủ thẳng một phát 30 phút á là mình tỉnh dậy, là mình nói mình như siêu nhân vậy á. Cảm giác sung sức và nó có năng lượng ghê lắm. Mà nói với các bạn á, bên phải của mình á đang là nắng gắt, là nó đi về phía đông. Còn bên trái mà nó là phía Tây Nguyên, ở bên đó là Tây Nguyên á, là Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum rồi đó, là bên đó đó. Là nó đang mưa như bão bên đó đó. Bên này nó nắng gắt cháy da cháy thịt. Đó, đứng đây là mình thấy mưa trước kìa. Không biết các bạn có để ý không, nhưng mà nếu mà với cái góc độ mình nhìn bằng mắt thường á, là cái ngọn cái đám mây kìa, là mưa đang chút xuống á, chút xuống hướng này nè. Đó, nhìn thấy luôn mà, nhìn thấy mà các bạn, mưa là các bạn nhìn thấy nha. Chứ
các bạn đứng ở từ xa đang đứng ở cái vùng nắng á, các bạn nhìn thấy được cái mưa, cái vùng mưa nha. Trời ơi, cực nóng, cực tay. Hai tay cực, hơi nắng gắt cực người lớn. Xin chào các bạn. Không đi hầm được các bạn. Đèo cả tôi tới đây. Lên đèo nha các bạn đi tour với một cái nhóm nào đó bất kỳ đang trên đường đèo á, mà thằng nào mà nó quát quát tay nó kêu mình chạy nhanh á, súng đấm chết mẹ nó cho tôi. Nó giỏi vô mày chạy đi, mày chạy mình mày luôn đi, tao trình tao nhiêu đó thôi, mày muốn tao chết á thì tao không theo mày đâu, sức tao nhiêu đó tao chạy nhiêu đó à, mày muốn chạy nhanh hơn cũng không được nữa. Nếu mày muốn tao chạy nhanh á, mày về mày kêu mẹ mày đẻ con đứa đi, xong để lớn lên đi đền cho bà già tao rồi tao chạy đó, kiểu kiểu vậy. Sức của nhiều, sức mình nhiều thì chạy bấy nhiêu các bạn. Nói chung là không có lên đèo là không có ép chạy, sức bao nhiêu chạy bấy nhiêu thôi. Mỗi lần lên đèo mà chạm quá rồi mình sẽ đứng lên, chứ kiểu cảm giác nó không phê các bạn. Đứng lên ôm cua thì nó phê hơn. Hòn Nưa là cái chỗ mà gì san hô đang được bảo tàng á hả? À đúng rồi.
À nó được bảo vệ hả? Bây giờ làm sao mình ra đó? Thì đi là nếu mà muốn đi là phải xếp tour riêng đi tour đó. Là có nghĩa là đi, tàu từ đây chạy ra ngoài đó. À rồi đó, ngoài đó nó cũng có dịch vụ để cho mình nhắm. Thì ở trong này làm dịch vụ hết. À. Chứ ngoài đó là chỉ có lính biên phòng nữa. Oh. Xe ai người đó đẹp. Xe ai người đó đẹp. Ok các bạn, bây giờ tụi mình đang đi ra mũi điện. Để mình ra ngoài đó mình tự trả lời cái thắc mắc của mình coi là có bị điện giật không. Hay lắm, hay lắm thanh niên. Cái ba đó mạnh lên cái là có kịch vui xem rồi. Lamborghini. Ơi, bò gì? Má con bò điên. Con bò điên. Thôi. Mày. Cha mẹ á, đập chết mẹ mày á. Dưới mày ơi. Anh bị bò dí. Quay lại kìa. Nhanh lên, nó dí kìa. Mũi đại lãnh. Anh Hoài biết sao bị bò dí. Trời ơi, tao đéo dám đi luôn, tao đứng một chỗ luôn, tao cứ đi, tao cứ nhắc lên cái là nó hú. Cái con bò đó, con bò đầu đàn đó nha, là nó nổi tiếng cây Việt Nam này. Ôi. Nó thấy mô tô là nó dí. Ôi vậy hả? Nó hút dài à. Nổi tiếng cây Việt Nam nè. Vừa nhớ cái ra lên kìa là nó lao đầu không? Bị lệ nó kia. Quá đéo lắm. Cái nhớ ra lên là nó lao vô. Ủa có cần đem theo gì không anh? Đem theo máy chụp hình nè, chụp thôi. À. Hello các bạn. Hello. Bây giờ là mình đang đi lên mũi điện. Đường đi lên mũi Rạng Đông. Và dành cho các bạn chưa biết, khi mặt trời mọc lên ở đây là đón ánh nắng đầu tiên của mặt trời. Và đây có thể gọi là cực đông. Mọi người gọi đây là cực đông. Ô nó cho chạy xe lên nè. Đó 50.000 đó. À 50.000 nó chở mình lên luôn hả? Lên xuống 50.000. Từ ở dưới đó đi lên đây là 1.000 1.000 mét. Một cây số á. Bên đây là của quân đội. Quốc phòng. Quân đội giờ. Mũi Rạng Đông nơi đó đón ánh bình minh đầu tiên cho đất liền Việt Nam. Ok, bye. Ủa cái trái gì vậy? Dưới rừng à. Dưới rừng hả? Dưới rừng là nó đó. Này uống trà hả? Rồi nấu nước uống nó chưa bệnh thận. À, nó có cái thần nhưng mà nó cũng thần. Ngon, nó cũng như cái vị nước ngô vậy. À. Uống nó mát lắm. Chào idol. Trời có theo dõi hoài luôn. Vậy nha. Theo dõi rồi, có chia sẻ rồi, còn lâu rồi. À, xuống cái cực đông đó các bạn. Trời cái này mà được ở qua đêm ha, là mình được đón ánh bình minh đầu tiên tại Việt Nam, trên đất liền Việt Nam. Cái này mà những ngày thường á là sẽ cho chạy xe luôn. Nhưng mà bây giờ thì không cho nữa. Không biết sao.
thơm quá. Thơm. Thơm mùi dứa. Đi cái xa cả mấy mét vẫn cái mùi thơm. Các bạn nghĩ sao mình lại cắm trại ở đây và đón cái ánh nắng đầu tiên tại Việt Nam? Mà ở đây thì cắm không nổi đâu các bạn ơi, gió nó quật rất liều hết. Với lại ở đây không có mặt phẳng, có kiểu ngủ ngủ võng thì được, nhăn hai cái võng mấy cái cột. Còn không mình lên trên cái góc trên này nè, lên trên cái góc trên đó thì được. Cái thằng kia nó thì nó kêu đồ vô hơn. Wow. Chị là biết chụp hình rồi đó, chụp kiểu đó là tụi anh cao lắm. Đây là đường về, còn đây là xuống cái bãi biển nha các bạn. Để đi thử cái đường này. Đường này đường đi vô cũng đi xuống nhưng mà đi xuống bãi biển, rồi mà hồi mình từ bãi biển mình đi dọc lên đây, dọc ngược lên cái bãi gửi xe. Đây xuống biển nè. Mệt quá. Nhưng mà dù sao ông chết lên được cực đông, Tổ quốc. Ơ, vậy là hết rồi các bạn, hết rồi. Chết hết cực rồi. Có nghĩa là khi mà chết hết cực thì có nghĩa là mình đã đi xuyên Việt. Đúng không anh Hà? Ai mà chạy lên ở ba Đông Dương hả? Ai mà chạy là cực Tây. Chứ cực Bắc là ở đâu? Bắc là ở trên Lũng Cú. À. Vậy là em chưa mới đi Tây Bắc chứ đã đi Đông Bắc đâu? Vậy thôi anh lên tour Đông Bắc cho em chết luôn đi cho rồi. Bao đi, bao đi chứ giờ hẳn chết hết rồi. Ủa chứ còn ai ba chả nó là gì anh? Cực Tây. Cực Tây. Bây giờ nó như thế này nè, cái bản đồ Việt Nam là trên là cái hình nón, đúng không? À. Chính giữa là cái bụng. Đó, mình đang chính đứng cái bụng nè. Cái bụng này lộ rúng nó lòi ra trước rồi, bự nhất nè. À. Này chắc cỡ bụng ông Thông chứ không phải bụng Minh Hà đâu. Đó, còn cái nón á, cái đỉnh nón á là ngay vô Lũng Cú. Lũng Cú à. Rồi còn cái gốc nón á, cái gốc nón á là ba chải đó, cái gốc nón mà phía bên cầm bên Lào á. Hiểu. Nếu mà mình đi làm cái tour Đông Bắc lại á thì mình sẽ đi từ cái rìa nón bên này ra qua đường... bên kia luôn. Ừ, cái rìa nón bên này là ở Móng Cái á, ở chỗ Trà Cổ đó. Là cái chỗ mà điểm cuối cùng của biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc á. Còn cái chỗ A Ba Chải là điểm đầu tiên. À, rồi hiểu. Vậy là mới chết ba cực à? Đúng không? Ừ. Đó, có phải là 5 ngày chứ mấy? Nước hồ coi như áo của nước nghe đồ từ nước hồ vừa. Đó, đi làm đi cái tour đó mới ngon. Đi quay cái đường chung không? Ui, xa lắm. Nó lại ngược anh. Anh đi phía Nam Lào thì anh đi được rất thân thôi. Hello các bạn, bây giờ mọi người đi lên thì mình có một cái thông tin muốn chia sẻ với các bạn cũng thú vị lắm. Là cái chỗ này á, vào cái mùa mưa nước á, là nước biển nó dâng lên tới đây nè các bạn. Mình đi dài tới đây, biển dâng tới đây. Và trên kia nó chảy nước xuống á, trên núi nó đổ nước xuống á. Thì cái lúc đó thì con sông hồi nãy bên kia đúng không? Cái lúc con sông bên kia, cái lúc con sông ở giữa đây. Cái lúc con sông nó nằm ở đây. Đó, cái dòng suối á, cái dòng chảy xuống nước á. Cái lúc nó nằm trên kia. Cho nên là bây giờ các bạn nhìn đây nè. Cát á mà nó có cỏ thì có nghĩa là có đã từng có một cái dòng suối đi qua. Đó, thú vị ha. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều tour cắm trại cực đông Tổ quốc. Thì hứa với các bạn sẽ để coi là cái gì từ Sài Gòn mà các bạn đổ ra đây nó rất là xa. Mà đi trong ngày rất là phê. Mình sẽ cần phải tiền chạm bằng xe nhỏ thử. Và đi với mấy anh em yếu. Để coi là mình có đủ sức để dẫn các bạn ra đây camping một bữa hay không. Camping xong check in cái cực đông. Check in chỗ này chỗ kia ở trong Sài Gòn nó nhỏ quá mà. Mình check in luôn một cái cực của Tổ quốc. Thì nó vẫn sướng hơn đúng không các bạn. Thì mình sẽ xem xét kỹ lưỡng cái tour này. Mình sẽ dẫn các bạn đi sau ha. Mệt quá.
giờ lên giọng miếng nước rồi chạy thẳng lên Phú Yên luôn. Đi đi chị. Ra đây mà không lên đó kỳ lắm. Không mệt đâu. Không mệt. Đi trong hối hận không? Hả? Hối hận không? Không. Cực Đông Tổ Quốc nằm đó mà. Mình chạy ra tới đây mình phải chết cái. Lên chụp tấm hình cho sướng. Đi rồi mà biết là hối hận hay không. Đi đi, chị sẽ giống em. Chị đi đi, sướng lắm. Giúp đỡ người ta. Go. All right. Lên đường các bạn. Nóng quá. Nóng quá cho nên không mặc dép luôn. Mà mình không khuyến khích nha các bạn. Nếu các bạn có dép các bạn nên mang vô nha. Đây là sự khác biệt của xe 700cc và ngàn cc nè. Ngàn cc không làm gì được. Mệt quá. Ô mừng quá. Ủa lộn. Trời ơi. Cho cái giường này làm như bồ bịch vậy cha. Ok các bạn tới rồi. Bây giờ là một mình tôi một phòng. Giờ không có phòng đôi. Thành ra là phải lấy phòng đơn một giường. Tôi ở mình trong đây thôi kệ các bạn. Nói chung là ăn nhiều chứ ở nhiêu đâu, ngủ nhiêu đâu. Tại vì đi nó mệt á, đi nằm lăn thì tùm lum tà la. Tự nhiên bây giờ cái giường này mà cho hai người ngủ thì bồ bịch nó ngủ nó ôm nhau thì được. Chứ còn tôi với anh Thông làm sao mà ôm nhau ngủ được. Nên thôi lấy hai cái phòng đi cho nó chắc. Mai mốt có phòng đổi xong. Giờ thay đồ, đi ra trung tâm ăn. Ăn nhậu, biển bút đồ, các kiểu đồ. Hơi quá.
Không ngờ là đường đi ra Phú Yên nó nóng thật sự. Kinh nghiệm cho các bạn á, là đi tour Phú Yên mà vô cái mùa này á, kể cả Sài Gòn đang mưa gắt, đang mưa lớn, thì ở ngoài này nó vẫn nắng. Nắng bể đầu, năm nó mưa mấy ngày. Nghe nói vậy. Ok, thay đồ đi ra các bạn.